áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các con. Ngày hôm nay thì cô và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một đơn vị đo dung tích mới, đó là đơn vị mililit. Nào bây giờ các con hãy quan sát lên bức tranh ở trên này của cô. Các con thấy là gì? Một người mẹ đang nói với con trai là con uống 5ml bổ phế trị ho nhé. Đây, chúng ta có một cốc đựng bổ phế đúng không nào? Và đây đã có chia vạch 5 này, 10 này. Và dung tích của bổ phế có trong cái cốc này đang ở vạch số 5 đúng không nào? Vậy mẹ nói là con uống 5ml bổ phế trị ho nhé. Thế thì mililit ở đây tức là như thế nào? Các con hãy quan sát vào bức tranh ở phía dưới này của cô. Thì như cô đã nói rồi, mililit chính là một đơn vị đo dung tích bé hơn đơn vị lít mà các con đã được học. Đây, thì cô có một cốc. Cốc này để đo dung tích, được chưa nào? Và đã được chia các vạch đo đây 0, 1, 2, 3, 4, 5 cho đến 10 vân vân. Thì dung tích ở trong này cô đang có đó là 1ml nước, được chưa nào? Và mililit cô viết tắt là chữ M, chữ L liền nhau. Thế giả sử sang bên này, cô có một bình đựng nước có dung tích 1 lít. Thì bình đựng nước này cô đổ ra một cái cốc có vạch chia theo đơn vị mililit. Thì cô chuyển đổi sang đây, mực nước ở trên này nó sẽ nằm ở vạch 1000ml. Vậy nghĩa là sao? Khi cô chuyển đổi từ đơn vị lít sang đơn vị mililit thì cô sẽ phải thực hiện nhân với 1000, đúng không nào? 1 lít bằng 1000ml. Nhớ nhá, đơn vị mililit là đơn vị đo dung tích bé hơn đơn vị lít. Đấy, thì 1 lít bằng 1000ml và đổi ngược lại, 1000ml sẽ bằng 1 lít. Đây là mối liên quan giữa hai đơn vị đo dung tích này. Các con nhớ cho cô. Và nhớ là đơn vị mililit là đơn vị đo dung tích mới ngày hôm nay cô hướng dẫn cho chúng mình nhé. Bây giờ chúng mình sẽ vận dụng các kiến thức này thực hiện cho cô bài tập đầu tiên, bài tập số 1. Mỗi bình sau đang chứa bao nhiêu mililit nước? Bây giờ các con hãy quan sát vào ba cái bình A, B và C ở trên bảng của cô. Được chưa nào? Ba bình này thì trong mỗi một bình sẽ có một lượng nước nhất định và lượng nước đó sẽ được chạm đến một cái vạch đo cụ thể, đúng không nào? Và trên mỗi một cái bình nước này đã có chia vạch rất là rõ ràng rồi. Đấy, thế bây giờ thì để đọc được xem là mỗi một bình có chứa bao nhiêu mililit thì các con sẽ phải nhìn vào mực nước ở trong mỗi bình đang ở vạch số bao nhiêu, đúng không nào? Thế đối với bình A, cô thấy mực nước đang đến vạch số 400 và đơn vị ở đây là đơn vị mililit, các con đã nhìn thấy chưa? Người ta ghi chữ M và chữ L. Vậy tức là bình này chia theo đơn vị mililit. Thế ở đây thì bình A này chúng ta sẽ có là 400ml nước. Bình B vạch đến số 150, tức là có 150ml nước. Và bình C đến vạch 950, nằm giữa vạch 900 và 1000, đúng không nào? Vậy bình C sẽ chứa 950ml nước. Các con đã hiểu chưa? Thì đây chính là cách mà chúng ta đọc xem là gì. Trong mỗi một bình có chia vạch đo dung tích theo đơn vị mililit chứa bao nhiêu nước. Bài tập số 2 nè. Bài tập này phần A yêu cầu các con đọc số đo ghi trên các đồ vật sau với đơn vị là mililit. Ở trên này cô có tất cả 4 đồ vật A, B, C và D, đúng không nào? Đấy, đồ vật A là một gì? A là một lon nước này, B là một bình nước giữ nhiệt này, C là một chai nước và D là một bình nước cam rất là to, đúng không nào? Và trên mỗi một đồ vật này đều có ghi dung tích rồi. Ví dụ như A ghi dung tích là 250ml, bình B ghi dung tích là 750ml, chai ở bình C ghi dung tích là 500ml và D có ghi là 1 lít. Vậy bây giờ chúng ta đọc các số đo thì như cô vừa đọc rồi, đúng không nào? Ở bình A là 250ml, các con chỉ cần đọc cho cô số trước rồi đọc đến đơn vị đo phía sau. Được chưa nào? Đây là 750ml, đây là 500ml và cuối cùng là 1 lít. Phần B nè, sắp xếp các số đo nói trên theo thứ tự từ bé cho đến lớn.
À, vậy thì để mà chúng ta sắp xếp được các số đo này thì chúng ta phải đưa tất cả các số đo về cùng một đơn vị đo, đó là đơn vị ml, đúng không nào? Và trong bốn đồ vật này có một đồ vật đang có đơn vị là lít, chính là đồ vật D. Cho nên chúng ta phải chuyển đổi đồ vật D về đơn vị ml, sau đó chúng ta so sánh các số đo rồi chúng ta mới sắp xếp được, đúng không nào? Vậy ở trong phần B thì trước tiên cô sẽ đổi 1 lít thành 1.000 ml. Sau đó cô so sánh 250 ml bé hơn 500 ml, bé hơn 750 ml và bé hơn 1.000 ml. Vậy các số đo theo thứ tự từ bé đến lớn sẽ là 250, 500, 750 và cuối cùng là 1 lít. Đúng không nào? Đó thì đây chính là cách mà để chúng ta sắp xếp các số đo để đưa về cùng một đơn vị đo rồi chúng ta mới được sắp xếp nhé. Bài tập số 3 nào. Tính. À đây là các phép tính cộng trừ nhân chia, đúng không nào? Vậy rất là dễ để thực hiện tính được các phép tính này, các con sẽ thực hiện như đối với các số bình thường. Sau đó các con ghi cho cô đơn vị đo vào phía bên phải kết quả mà các con tính được, đúng không nào? Đối với câu đầu tiên 300 ml cộng 400 ml, chúng ta sẽ cộng hai con số 300 với 400, cô được 700. Sau đó cô viết đơn vị ml phía sau, được chưa nào? 7 ml nhân với 4 thì cô lấy 7 nhân 4 bằng 28. Vậy đáp án bằng 28 ml. 550 ml trừ 200 ml, cô lấy 550 trừ 200 bằng 350. Sau đó cô viết thêm đơn vị vào phía sau, được chưa nào? Và cuối cùng 40 ml chia cho 8 thì đến đây cô lấy 40 chia cho 8 được 5. Vậy kết quả là 5 ml. Các con hiểu chưa nào? Phần B là một bài tập so sánh. Các con sẽ điền dấu lớn hơn, dấu bé hơn hoặc dấu bằng vào những dấu hỏi chấm sau đây. Để mà chúng ta có thể điền được chính xác thì các con phải nhớ là đưa gì nhỉ? À, đưa hai vế về cùng một đơn vị đo, đúng không nào? Rồi chúng ta mới so sánh. Vậy ở đây có các đơn vị lít và ml. Thế thì chúng ta sẽ quy đổi toàn bộ về đơn vị là ml cho cô nhé. Ví dụ ở câu đầu tiên, vế trái của chúng ta 300 ml cộng 700 ml thì chúng ta có thể tính được là bằng tính vế trái ra bằng 1.000 ml, đúng không nào? Mà 1.000 ml chính là 1 lít. Vậy dấu hỏi chấm đầu tiên cô sẽ điền dấu bằng. Câu số 2. 600 ml cộng 40 ml. Bên này là 1 lít. Vậy 1 lít chính là 1.000 ml rồi, đúng không nào? Thế còn 600 cộng 40 là bằng 640. Vậy 640 bé hơn 1.000, cho nên cô điền dấu bé hơn ở đây. Tiếp tục 1 lít và bên này vế phải là 200 ml nhân 4 thì cô sẽ lấy 200 nhân 4 bằng 800 ml. So với bên này là 1.000 ml, vậy thì 1.000 lớn hơn 800, tức là cô điền dấu lớn hơn vào đây. Được chưa nào? Câu cuối cùng. Vế phải cô phải tính 1.000 ml trừ 10 ml bằng 990, đúng không nào? Thế còn bên này là 1.000, 1.000 thì chắc chắn là lớn hơn 990, cho nên cô điền dấu lớn hơn. Được chưa nào? Vậy là vừa rồi thì cô và chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong được bài tập so sánh này rồi. Bài tập số 4 nào. Ước lượng rồi chọn số đo thích hợp với mỗi đồ vật sau. Ở câu A cô có đồ vật là một cây lau nhà và một bình đựng nước. Câu B cô có một cái thìa múc sữa, đúng không nào? Thìa sữa. Thế thì đối với bài tập này các con sẽ phải ước lượng cho cô xem lượng nước như thế nào hay dung tích như thế nào là phù hợp với hai đồ vật này. Thì đối với đồ vật trong câu A là một bình đựng nước cho cái cây lau nhà thì theo các con đâu sẽ là số đo thích hợp? 1 ml thì rất là ít, đúng không nào? 10 ml cũng cũng ít. Thế còn 10 lít thì cô thấy là nó phù hợp với với cái bình đựng nước cho cái cây lau nhà này, đúng không nào? Vậy đối với câu A thì cô sẽ chọn ra là 10 lít. Còn câu B chỉ là một cái thìa rất nhỏ thôi để chúng ta múc nước, múc sữa. Thì đối với cái thìa này mà số đo phù hợp nhất chính là 5 ml. Còn 5 lít với cả 50 ml thì nó sẽ lớn hơn, nó không phù hợp với cái thìa con này, đúng không nào? Bài tập số 5.
Kể tên những đồ vật trong thực tế dùng để đo với đơn vị là mililit. Vậy thì trong thực tế chúng ta gặp rất là nhiều các cái đồ vật có vạch chia đơn vị là mililit để chúng ta đo, đúng không nào? Ví dụ như là gì? Một cái bình đựng sữa, đúng không nào? Hay là một cái xi lanh này, rồi một cái cốc để đo có vạch chia đây. Đấy, để đo dung tích đã có vạch chia sẵn rồi, bên này cũng như vậy. Đó, thì đáp án của chúng ta những đồ vật trong thực tế ví dụ như là xi lanh, ống đong này, rồi bình sữa trẻ em vân vân, chúng ta có thể nêu được rất là nhiều các đồ vật mà các con được gặp ở ngoài thực tế. Vậy thì trong bài học ngày hôm nay, cô đã hướng dẫn cho chúng ta và giới thiệu cho chúng ta một loại đơn vị mới để đo dung tích, đó là mililit. Về nhà các con sẽ ôn lại toàn bộ các bài tập trong bài học ngày hôm nay cho cô nhé. Hẹn gặp lại các con ở những bài học lần sau. Xin chào. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.